Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Đặng Ngọc Phương Anh, năm nay 16 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Giáng sinh vui vẻ. Các bạn ơi, Giáng sinh sắp đến rồi đúng không nào? Giáng sinh ai còn gọi là Noel, là ngày của Chúa Giêsu chào đời. Trong dịp này mình thích nhất ông già Noel tặng cho mình một chiếc áo. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích ông già Noel tặng gì nhất? Thì hãy chia sẻ cho mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.